giới thiệu với các bạn, đây là bức ảnh chụp lại mình và ông bác của mình cách đây rất là lâu rồi. Khi đó thì mình mới có 6 tháng tuổi thôi. Bức ảnh này được mình chụp lại bằng cái camera điện thoại của mình, dựa trên một cái tấm hình được ép vẹo rất là lâu rồi và nó bị dính nước, các bạn có thể thấy nó có những cái vết gấp và nó rất là mờ nhòe như thế này. Nhưng mà với sự hỗ trợ của công nghệ AI thì bây giờ mình có thể khôi phục nó thành một bức ảnh như thế này. Các bạn có muốn biết mình đã làm nó như thế nào không? Chào mừng các bạn đã đến với Pixel Love và mình là Ngọc Tú. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm điều đó nhé. Let's do it! Các bạn thấy trang web này quen thuộc không ạ? Vâng, nó chính là trang styler.ai trước đây á. Và bây giờ thì họ đã đổi tên nó thành trang design.ai nhé. Về mình cũng không biết chính xác là tại sao họ lại đổi cái tên này. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta cứ gọi nó là design nhé. Nào, để sử dụng nó thì ở đây các bạn phải login cho mình. Các bạn kích ở chế login này. Tại đây thì các bạn hãy đăng nhập với một cái tài khoản Gmail của các bạn nhé. Thì sau khi mình đã đăng nhập xong thì đây chính là giao diện của design. Các bạn có thể kéo xuống để xem nó có rất là nhiều những cái ví dụ của chúng ta về hình ảnh và hiệu ứng màu sắc các kiểu. Ở trên này thì các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều các cái công cụ khác nhau. Và cái công cụ quan trọng mà chúng ta hôm nay xem nó chính là công cụ này. Nó là InHand đây này. Nào, mình sẽ kích vào cái phần New Project này nhé. Tại đây thì mình sẽ kích vào chữ Apply để chọn một cái hình bất kỳ thôi. Các bạn để ý này, ở cái góc trên này của mình nó còn 176 cái credit, tức là 176 bức ảnh mà mình có thể gen ra được. Mặc định khi mà các bạn đăng nhập với một tài khoản mới ấy, thì nó sẽ cho các bạn 200 cái credit này. Tuy nhiên là mình đã sử dụng một số rồi, nên ở đây nó chỉ còn có 176 thôi. Và theo họ thì cứ mỗi ngày nếu mà dưới 30 thì nó sẽ reset lại cho chúng ta. Cái này khá là hay này, mặc dù đây chỉ là tài khoản miễn phí thôi nhá. Và nếu mà tài khoản trả phí thì các bạn sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nhưng mà về cơ bản thì tài khoản miễn phí nó rất là tốt rồi. Nó chỉ có một cái là nó sẽ chèn cho chúng ta một cái logo ở góc dưới, thì các bạn bắt buộc phải xóa đi thôi. Nào, mình sẽ kích vào đây. Mình sẽ kéo hình ảnh của mình vào. Thì các bạn sẽ thấy là khi mình kéo ảnh vào thì tự động nó sẽ fit cái khung làm việc của chúng ta. Là các bạn để ý sang cái cột bên đây, cái phần InHand này, cái phần này, các bạn chúng ta kích vào đây. Vì cái ảnh của mình là ảnh chân dung, thành thử ra chỗ này các bạn hãy tích vào cái phần Portrait Mode này cho mình nhé. Ok, sau đó các bạn kích vào chữ InHand này. Thì cái quá trình xử lý này nó sẽ mất một chút thời gian, thông thường nó sẽ mất khoảng đâu đó khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi. Nó tùy thuộc vào tốc độ đường mạng của các bạn cũng như là cái bức ảnh gốc các bạn nó có to hay là nó nhỏ như thế nào. Và công việc của chúng ta đơn giản chỉ là chờ đợi một chút thôi. A few moments later. Ok, thì các bạn có thể thấy là sau khoảng gần 1 phút thì nó đã gen xong cho chúng ta. Các bạn có thể xem cái phần chất lượng ảnh này. Cái gốc của mình thì nó mờ như này và sau khi nó gen xong này. Wow, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn có thể thấy là phần chi tiết của gương mặt của mình và của ông bác của mình thì nên rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có thể nhìn rất là rõ và mình cảm nhận là rất là giống. Nó không hề khác gì luôn. Còn cái phần xung quanh các bạn có thấy là nó cũng cải thiện được một chút, nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng cái phần gương mặt, bởi vì đây là hiệu ứng liên quan đến chân dung mà. Nói chung là mình rất là bất ngờ về cái phần chất lượng của nó. Ảnh này thì mình hoàn toàn có thể up lại lên Facebook và có thể in lại được chẳng hạn như vậy. Ok, các bạn ý chỗ này của mình nó có hai cái vết gấp ở chỗ này. Thực ra đây nó là một cái ảnh mình chụp lại từ một cái tấm ảnh đã được ép vẹo ngày xưa ấy. Và sau một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi thì nó bị chất lượng nó bị giảm đi và nó bị dính nước nữa cơ. Chỗ này nó còn có một cái vết gấp ở đây này. Nào bây giờ thì mình sẽ sửa lại nó trong design nhá. Các bạn kích vào cái phần Place on Canvas này. Nào ở đây thì các bạn hãy sử dụng đến công cụ là Local Edit này cho mình nhá. Kích vào đây. Chỗ này thì mình sẽ sử dụng đến cái phần Lasso Tool này thôi. Các bạn ý này. Mình sẽ vẽ vào đây một cái đường như thế này. Bao phủ lấy cái phần này. Ok, nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái vùng chọn như này. Các bạn có thể vẽ thêm vào như này. Ok, để lấy thêm vùng chọn nhé. Nào, sau đó ở chỗ này mình sẽ nhập cái nội dung mình mong muốn. Các bạn có thể sử dụng là cả tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhé. Ở đây mình sẽ nhập tiếng Anh chẳng hạn như là fit it này, tức là sửa nó này. Kích vào chữ generate này. Thì cái quá trình này nó sẽ mất một chút thời gian. Các bạn để ý là cái phần kết quả bên đây. Nó đang quay này. Nó sẽ mặc định, nó sẽ gen ra cho chúng ta 4 ảnh như thế này. Và với 4 ảnh thì chúng ta sẽ mất đi 4 cái credit ở đây nhé. Với cái tài khoản miễn phí thì với nhu cầu cá nhân thì mình nghĩ là một ngày chúng ta dùng 200 đồng xu là vô cùng thoải mái rồi. Chỉ có một cái là chúng ta phải xóa cái logo thôi. Ok, các bạn sẽ xem được cái kết quả này. Ok, cái ảnh này cũng khá là đẹp đấy chứ. Ok. Đây, mình thích cái ảnh này nhất này. Cảm giác nó giống thật hơn. Ok, mình sẽ kích đúp vào đây để thay thế nó ở trên canvas. Với cái phần trên này thì mình sẽ sửa lại nó với Photoshop thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuất nó ra nhé. Tại đây thì các bạn hãy kích vào cái phần layer cho mình. Trong cái layer 3 này thì các bạn hãy kích vào cái phần dấu 3 chấm ở đây. Và chúng ta kích vào cái phần download này. Thì mặc định là nó sẽ download cho chúng ta như thế này. Ok, trở lại với Windows thì các bạn sẽ thấy đây chính là cái bức ảnh mà nó gen và tải xuống cho mình này.
ở trong design thì giới hạn cái kích thước của cái khung canvas của nó chỉ có 1536 pixel nhé, nên các bạn sẽ thấy nó hơi bé một tí so với cái ảnh gốc của mình, nhưng mà không sao cả, với 1536 pixel thì nó cũng rất là ok rồi. Là mình sẽ đưa nó vào trong Photoshop nhé. Ok, trở lại với Photoshop thì đầu tiên là mình sẽ phải xóa cái phần cái chữ logo đi, mình zoom to một tí này. Tại đây thì mình sẽ sử dụng một cái công cụ ở trong Photoshop có tên là Remover Tool nhé. Thì đây là một trong những cái công cụ mới có gần đây trong những cái phiên bản Photoshop mới. Nếu mà các bạn sử dụng những cái phiên bản Photoshop cũ thì nó sẽ không có đâu. Thành thử ra các bạn bắt buộc phải update lên những cái bản mới nhé. Nào, ở đây mình sẽ zoom bé lại, nó giống như một cái brush bình thường thôi. Các bạn chỉ việc là mình sẽ tô nó vào đây như thế này. Ok, các bạn thấy nó xử lý rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái này thì nó có một chút cái tính năng của AI, thì thứ ra nó làm rất là chuẩn xác cho chúng ta. Với cái phần trên này mình cũng làm như vậy, cho to cái nét cọ ra, vẽ vào đây. Ok, thì nó sẽ đắp vào cho chúng ta, rất là ok đúng không ạ? Thì qua một vài những cái thao tác rất là đơn giản thôi, với sự hỗ trợ của DJI AI thì chúng ta đã có một bức ảnh rất là tuyệt vời. Cái ảnh này mình hoàn toàn có thể up lên mạng và có thể in ra. Vậy là hết video rồi, các bạn cảm thấy nó như thế nào ạ? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết ý kiến nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để hỗ trợ mình cũng như là xem nhiều hơn những video khác nữa nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.